Bên đỏ hình thành tam bộ hỏ, một nước đi mang tính ổn định. Đen tiến hữu tượng là nước đi hay được sử dụng gần đây trong thực chiến cho kết quả tốt. Đến đây đỏ có ba cách đi quân. Một là mã 8 tiến 7, hai là mã 8 tiến 9 và ba là tốt 7 tiến 1. Phương án thứ nhất của đỏ mã 8 tiến 7. Đến đây Đàn có hai cách đi quân. Một là mã 2 tiến 4 và hai là tốt 3 tiến 1. Nhưng mã hai tiến 4. Đỏ tiến xe tuần hạ. Như đổi lại đỏ tốt 7 tiến 1. Tiếp theo Đen không khó đi quân Ở đây Đỏ xe 2 tiến 4 tuần hà Tiếp theo Ăn tốt, ép mã, nước đi mang tính thực lợi. Đỏ tiến mã dễ bị ghim, như đổi lại đỏ đi. Đỏ cũng không có đòn gì. Ở đây đỏ mã 2 tiến ba, Tiếp theo. Bỏ tượng hơn tốt. Nếu để đen đi Mã hai tiến ba. Đỏ khó triển khai. Lấy thế nước cờ tỉ mỉ. Nhưng đổi lại đen đi. Mã đỏ tiến lên sẽ rất rắc rối. Ở đây Đen không vội ăn tượng mà tiến mã. Đen bình pháo, mi bắt tượng, đổi mã nhằm cầu lợi về binh chủng. Ngoài ra, đen cũng có thể tốt 3 tiến 1 để chờ cơ hội sang sông. Ở đây, đen bình pháo tiếp theo. đen ưu thế. Mọi các bạn xem lại các nước đi của cách đi này. đen yêu cách đi thứ hai của đen ở đây là tốt 3 tiến 1. tiếp theo đen tiến pháo toàn hà trong bình ổn cầu biến hóa ngoài ra đen còn hai cách đi khác như đen đi tiếp theo nhỏ dễ đi có nhan đi đen dễ đi quân ở đây đen pháo 2 tiến 2 cầu biến đỏ tốt 7 tiến 1 đỏ cũng có thể lựa chọn giải pháp xe 8 tiến 4 tuần hà ở đây đỏ đi tiếp theo đen điều chỉnh trận hình tiến mã an tượng nước cờ hung hãn cờ dễ đi quân và các bạn xem lại diễn biến của cách đi quân này. Đen có thế công và dễ đi quân. Phương án thứ hai của đỏ là mã 8 tiến 9. Tiếp theo. Đến đây đỏ lại có hai cách đi quân. Một là xe 9 tiến 1 và hai là pháo 8 bình 7. Như xe 9 tiến 1. Đen tiến sĩ dùng cách dĩ giật đại lao để đánh đỏ tiến pháo ăn tốt biên như đổi lại đỏ đi thế cờ bình ổn ở đây đỏ tiến pháo một đánh tốt biên đen bình pháo tranh tiên đỏ tiến xe toàn hà như đổi lại nếu đỏ lên sĩ đen dễ đi quân ở đây đỏ tiến xe toàn hà tiếp theo Đen tiến tốt, thí tốt Mưu điều xe Đỏ đang ở lộ 6 Rời khỏi tuyến nách Nhằm tạo lỗ hỏng Để tạo thế tiến công Tiếp theo Cờ đen ưu thế Dễ đi Mời các bạn xem lại diễn biến

Đen yêu. Cách đi thứ hai của đỏ ở đây là pháo 8 bình 7 mở đường xuất xe. Tiếp theo. Đỏ tiến xe tuần hà. Như đổi lại nó đỏ lên sĩ. Tiếp theo. hai bên ngang thế ở đây đỏ tiến xe toàn hà là nhằm tránh được đấu xe tiếp theo đen pháo 4 tiến năm bắt mã nước cờ chính xác như đổi lại đen đi tiếp theo cờ đỏ dễ đi ở đây đèn phi pháo bát mã tiếp theo đỏ nhiều tốt dễ đi mời các bạn xem lại diễn biến chính của cách đi quân này Đỏ nhiều tốt dễ đi Phương án thứ ba của đỏ Là tốt 7 tiến 1 Đến đây Đen là có 3 cách đi quân một là mã 2 tiến 4 hai là phá 2 bình 3 Và ba là xe 9 tiến 1 Như mã 2 tiến 4 Tiếp theo Đỏ Pháo 8 bình 6 Như đổi lại đỏ đi Tiếp theo đỏ không có lợi gì ở đây đỏ bình pháo sĩ giác đỏ tiến mã viên như đổi lại đỏ tiến mã trong tiếp theo đen dễ đi ở đây đỏ tiến mã ra biên tiếp theo đen bắt tốt view hơn tốt chờ là cơ hội đánh cờ tàn đen pháo 4 bình 1 nước cờ linh hoạt Nước đi chính xác Mưu tấn công biên Đỏ tiến xe ăn tốt đầu Như đổi lại đỏ đi Đỏ dễ mất quân Và có thể bị thua cờ nhanh Ở đây đỏ tiến xe quá tốt Đen tiến xe cản mát tượng mưu bắt quân đen bắt là quân đen ưu thế lớn mời các bạn xem lại diễn biến của cách đi quân này đen bắt được quân ưu thế lớn thứ hai là đen đi pháo hai bình và tiếp theo đỏ lùi mã về tâm chứ đổi lại đỏ xuất xe Tiếp theo. Thế cả bình ổn. Ở đây đỏ lùi mã về tâm, mưu lấy lùi làm tiến, tiếp theo hai bên ngang cỏ, mời bạn xem lại diễn biến của cách đi quân này. c thứ ba là đen đi, đi xe 9 tiến 1 đỏ tiến xe tuần Hà như đổi lại đỏ đi tiếp theo Đen dễ đi Ở đây Đỏ tiến xe tuần hà Tiếp theo, theo Đỏ dễ đi các bạn xem lại diễn biến của cách đi quân này đỏ dễ đi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi đoạn.